Hãy nhớ các thói quen ăn uống sau đây để phổi luôn khỏe mạnh. Phổi giữ một vai trò quan trọng trong việc cung cấp oxy cho cơ thể và đào thải CO2 giúp duy trì sự sống. Theo các chuyên gia, việc thay đổi lối sống, trong đó bao gồm việc thay đổi chế độ dinh dưỡng, sẽ giúp tăng cường chất lượng hoạt động của phổi. Sống khỏe sẽ mách bạn các thói quen ăn uống nên có sau đây. 1. Uống cà phê. Ngoài việc cung cấp năng lượng cho cơ thể, một cốc cà phê vào buổi sáng sẽ giúp ích cho lá phổi như hàm lượng chất chống viêm, các chất chống oxy hóa cao. Kết quả từ 15 nghiên cứu cho thấy, việc uống cà phê với một liều lượng vừa phải sẽ giúp cải thiện chức năng của phổi, giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. 2. Ăn ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch và lúa mạch. Chúng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, chống viêm mà còn chứa nhiều vitamin E, selen, các axit béo thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe của phổi. 3. Ăn các trái cây màu đỏ và xanh. Trái cây có màu đỏ hoặc xanh như dâu tây và việt quất rất giàu anthocyanin, một chất có công dụng mạnh trong việc chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa của phổi. Một nghiên cứu cho thấy, nếu như bạn ăn ít nhất 2 bữa việt quất mỗi tuần thì sẽ ít bị suy giảm chức năng phổi hơn so với những người ít ăn hoặc không ăn việt quất. 4. Dùng ớt chuông như một loại rau. Ớt chuông là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, hoạt động như một chất chống oxy hóa. Bổ sung vitamin C rất quan trọng để phục hồi phổi, đặc biệt là với những người hút thuốc. Ước tính chỉ một quả ớt chuông đỏ nặng khoảng 119g có thể cung cấp 169% lượng vitamin C cần thiết. 5. Ăn nhạt hơn. Việc sử dụng nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi. Những người ăn nhiều muối sẽ dễ bị viêm phế quản mãn tính và làm nặng hơn các triệu chứng bị hen suyễn. Do đó, nếu như bạn ăn nhạt hơn sẽ giúp cải thiện hoạt động của phổi. Hãy kiểm soát lượng muối, giới hạn lượng muối nạp vào cơ thể ở mức 1.500-2.300mg mỗi ngày. Chúc các bạn luôn giữ được một lá phổi thật khỏe mạnh.